Hai, xin chào bạn. Hôm nay là ngày cuối tuần ha. Hôm nay thì mình xin cập nhật giá và khuyến mãi của Samsung đã thay động trong ngày cuối tuần này. Xem Samsung đã thay động có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì đặc biệt không bạn nha. Rồi đầu tiên thì ở đây mình sẽ có con Samsung Galaxy A05 phiên bản RAM 6GB, giá là 3.490.000. Hôm nay bạn mua sẽ được giảm giá là còn 3.290.000, hỗ trợ các bạn góp 0% lãi suất, giảm thêm được 200.000 hoặc tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng. Tức là hiện tại cái giá nó giảm là còn 3.290.000. Nó sẽ có hai chương trình khuyến mãi, một là bạn sẽ chọn là giảm 200.000 thì nó sẽ còn là 3.090.000, hoặc là bạn không chọn giảm 200.000 thì bạn sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hành chính hãng, tức là bảo hành chính hãng 2 năm với cái giá là 3.290.000 ha. Samsung Galaxy A05 màu bạc các bạn. A05 này thì nó sở hữu màn hình ở đây là 6.7 inch với độ phân giải màn hình là HD+. Máy sẽ được trang bị con chip là Helio G85. RAM trên máy ta sẽ có RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB. Ngoài ra máy sẽ có phiên bản là RAM 4, bộ nhớ 128GB nữa các bạn. Camera thì chúng ta sẽ có hai camera phía sau với chính là 50 megapixel và một camera phụ với độ phân giải là 2MP. Camera selfie là 8 megapixel. Viên pin trên máy là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. Máy màu bạc rất là đẹp nha. A05 này sẽ có 3 màu các bạn. Màu đang có chúng ta là màu bạc, màu xanh lá và một phiên bản máy màu đen nữa các bạn nha. Samsung Galaxy A05s RAM 4GB, giá là 3.990.000, giảm được 400.000 là còn 3.590.000. Hỗ trợ góp 0% lãi suất, tặng SIM data 408 khi tham gia thu cũ điện thoại 2G lên sản phẩm này các bạn nha. A05s phiên bản RAM 6GB giá hiện tại là 4.490.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm giá 400.000 còn là 4.090.000, hoặc là được tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng, tặng SIM data lên mạng trị giá 480.000 khi tham gia thu cũ điện thoại 2G lên sản phẩm A05s này. A05s này sẽ sở hữu màn hình ở đây là 6.7 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy sẽ được trang bị con chip là Qualcomm 680. RAM thì chúng ta sẽ có RAM 6GB, bộ nhớ 128GB và nó sẽ có phiên bản thấp hơn, đó là RAM 4GB, bộ nhớ 128GB. Camera selfie phía trước với độ phân giải là 13 megapixel. Ba camera phía sau với cam chính là 50 và hai cam phụ lần lượt đều là 2 megapixel hết. Viên pin trên con A05s là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. Samsung hiện tại các bạn mua thì nó sẽ không có kèm theo cái củ sạc các bạn. Nó chỉ có máy, cáp sạc và Galaxy SIM thôi nha. Samsung Galaxy A15 phiên bản bộ nhớ 256GB, giá 5.590.000. Cuối tuần giảm còn 5.290.000. Hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm giá 600.000 hoặc tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng. Tức là con này hiện tại bạn chọn giảm 600.000 thì giá còn tầm khoảng là 4.690.000 các bạn. Tầm khoảng đâu đó 4.690.000 ha. Các bạn chọn tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng thì bạn sẽ mua với giá là 5.290.000, không giảm 600.000. Galaxy A15 phiên bản 5G giá là 6.290.000. Hiện tại bạn mua giảm là còn 6.090.000. Hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm giá thêm 300.000 hoặc là tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng. Con A15. Con này phiên bản 4G các bạn. A15 này thì nó sẽ sở hữu màn hình ở đây là 6.5 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy sẽ được trang bị con chip là Helio G99. RAM 8 bộ nhớ 128GB và sẽ có phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256GB nữa các bạn. Camera thì chúng ta sẽ có 3 camera phía sau với chính là 50 megapixel và hai camera phụ lần lượt là 5 và 2 megapixel. Camera selfie là 13 megapixel. Viên pin trên con A15 là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. Màu vàng rất là đẹp nha. Samsung Galaxy M15 5G RAM 6 bộ nhớ 128GB, giá 4.990.000. Hỗ trợ góp 0% lãi suất, tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng, tổng cộng là bảo hành 2 năm bạn nha. Tặng SIM data lên mạng 480.000 khi tham gia thu cũ từ điện thoại 2G lên sản phẩm này. Giảm 30% góp Samsung Care và không có chương trình khuyến mãi gì thêm nữa. Samsung Galaxy A25 với phiên bản RAM 6GB giá 6.590.000.
hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm 30% với Samsung Care, cơ hội trúng 10 xe máy Yamaha mỗi tháng. A25 phiên bản RAM 8GB giá là 6.990.000, hiện tại giảm được 300.000 hoặc tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng. Nếu giảm 300.000 thì nó còn tầm khoảng 6.690 các bạn, nó trên lệch giữa hai phiên bản RAM 6 và RAM 8 chỉ có 100.000 ha. Hoặc là các bạn chọn tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng, hỗ trợ góp 0% lãi suất. A25 này thì nó sẽ sở hữu màn hình là 6,5 inch với độ phân giải màn hình là Full HD+. Máy sẽ được trang bị con chip là Exynos 1280 và sử dụng được 5G nha. RAM trên máy là RAM 8 và phiên bản RAM 6, bộ nhớ đều 128GB. Camera selfie phía trước với độ phân giải là 13MP. Bộ 3 camera phía sau với cam chính là 50 và 2 cam phụ lần lượt là 8 và 20MP. Viên pin trên con A25 5G này là 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. Samsung Galaxy M34 5G giá là 7.090.000, cuối tuần giảm chỉ còn là 5.590.000 các bạn, giảm rất là nhiều luôn. Hỗ trợ góp 0% lãi suất, cơ hội trúng 10 xe máy Yamaha Sirius mỗi tháng, giảm 30% gói Samsung Care. Đây là con M34 5G. M34 này sẽ sở hữu màn hình ở đây là 6,5 inch với độ phân giải màn hình là Full HD+. Máy sẽ được trang bị con chip là Exynos 1280, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Camera selfie là 13MP. 3 camera phía sau với cam chính là 50 và 2 cam phụ lần lượt là 8 và 20MP. Viên pin trên con M34 này là 6000mAh và hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 25W. Viên pin khủng ha. Samsung Galaxy M54 5G giá 8990, cuối tuần giảm chỉ còn là 7.990.000 thôi, quá ngon luôn. Hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm 30% góp Samsung xe. Cơ hội trúng 10 xe máy siêu Yamaha mỗi tháng các bạn nha. M54 5G này sở hữu màn hình là Super AMOLED LED với con chip là Exynos 1380, RAM 8GB, bộ nhớ lên đến là 256GB. 3 camera phía sau với cam chính lên đến là 108MP và 2 camera phụ lần lượt là 8 và 20MP. Viên pin camera selfie với độ phân giải là 32MP. Viên pin là 6000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. Chiếc máy màu bạc rất đẹp ha. Nó sẽ có thêm phiên bản với máy màu xanh hơi nhạt nữa các bạn. Samsung Galaxy A35 phiên bản bộ nhớ 128GB giá 8.290.000, giảm là còn 7.990.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất, tham gia thu cũ đổi mới giảm lên đến 1.000.000, không kèm theo các khuyến mãi khác bạn nha. A35 phiên bản bộ nhớ 256GB giá là 9.290.000, hiện tại giảm chỉ còn là 8.790.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm giá thêm 500.000 là hoặc tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng nữa các bạn. Giảm 30% có Samsung Care nha. Cuối tuần này giảm khá nhiều luôn. A35 sở hữu màn hình là 6,6 inch với độ phân giải màn hình là Full HD+. Máy sẽ được trang bị con chip là Exynos 1380, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB. Camera selfie phía trước có độ phân giải 13MP. Cụm 3 camera phía sau với cam chính là 50 và 2 camera phụ lần lượt là 8 và 5MP. Viên pin trên con A35 này là 5000mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. Nó thiết kế rất là đẹp ha. Samsung Galaxy A55 phiên bản RAM 8, bộ nhớ 128GB, giá là 9.990.000, giảm 300.000 là còn 9.690.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất, cơ hội trúng 10 xe máy siêu Yamaha mỗi Samsung tháng. Galaxy A55 phiên bản RAM 8, bộ nhớ 256GB, giá là 10.990.000, giảm là còn 10.690.000, giảm giá thêm 500.000 hoặc là tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, giảm 30% gói Samsung Care ha. A55 này thì nó tới 3 phiên bản rồi. A55 phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 256GB, giá là 11.990.000, giảm được là còn 11.690.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm thêm 500.000 tức là còn tầm khoảng 11.190.000, hoặc là các bạn chọn tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng là bảo hành được 2 năm. A55 này nó thiết kế rất là đẹp các bạn. Mặt lưng bằng kính, khung bằng kim loại,
sở hữu màn hình là 6.6 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy được trang bị con chip là Exynos 1480, RAM 8GB, bộ nhớ lên đến là 256GB. Camera selfie 32 megapixel, 3 camera phía sau với cam chính là 50 và 2 cam phụ lần lượt là 12 và 5 megapixel. Viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 25W các bạn. 55. Rất là đẹp ha. Samsung Galaxy S23 FE phiên bản bộ nhớ 128GB giá 14.890.000. Cuối tuần giảm là chỉ còn 13.390.000. Hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm giá thêm 2 triệu nữa các bạn, tức là còn tầm khoảng là 11.390.000. Hoặc là các bạn không chọn giảm 2 triệu thì được tặng thêm 1 năm bảo hành chính hãng nữa là 2 năm. 23 FE phiên bản bộ nhớ 256GB giá là 16.890.000. Hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm giá 2 triệu tức là còn tầm khoảng 14.890.000. Hoặc là các bạn chọn tặng thêm được 1 năm bảo hành chính hãng là 24 tháng các bạn. S23 FE này sở hữu màn hình ở đây là 6.4 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy sẽ được trang bị con chip là Exynos 2200, RAM 8GB, bộ nhớ đây là 128GB. Máy sẽ có phiên bản RAM 8, bộ nhớ 256GB nữa các bạn. Camera selfie phía trước có độ phân giải là 10MP, 3 camera phía sau với em chính là 50, 2 cam phụ lần lượt là 12 và 8MP. Viên pin trên con S23 FE này là 4500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 25W. S23 FE này hiện tại các bạn mua sẽ có 4 màu để các bạn lựa chọn. Một màu như đang có trên tay là xanh min nè, phiên bản màu trắng, màu xám đen và một cái phiên bản máy màu tím các bạn ha. Samsung Galaxy S23 Ultra bộ nhớ 256GB giá chỉ còn là 24.990.000. Cuối tuần giảm là còn 22.990, giảm giá thêm 1 triệu hoặc là tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Con này hiện tại giảm giá khá là sâu đó bạn. S23 Ultra này sở hữu màn hình là 6.8 inch với độ phân giải màn hình là 2K cộng. RAM trên máy chúng ta sẽ có RAM 8GB, bộ nhớ đây là 256GB với con chip là Qualcomm 8 Gen 2 4 Galaxy. Một con chip khá là mạnh nha. Bộ 4 camera phía sau với cam chính lên đến là 200MP và 3 camera phụ lần lượt là 12, 10 và 10. Selfie là 12MP các bạn. Viên pin trên con S23 Ultra này là 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 45W nha. Chiếc máy màu xanh rêu rất là đẹp luôn. Galaxy Z Fold 5 256GB giá 40.990.000. Giảm chỉ còn là 28.990, hỗ trợ góp 0% lãi suất, tặng gói bảo hành mở rộng Samsung Care 6 tháng, thu cũ đã mới giảm lên đến 1 triệu. Phone 5 này thì nó sẽ sở hữu màn hình phía trong này là 7.6 inch, còn màn hình phụ ở ngoài này là 6.2 inch các bạn. Camera thì chúng ta sẽ có camera selfie phía ngoài với độ phân giải là 10MP và camera selfie phía trong ở đây là 4MP. Máy sẽ được trang bị có bộ 3 camera phía sau với cam chính là 50 và 2 camera phụ lần lượt là 12 và 10MP. Với con chip là Qualcomm 8 Gen 2 4 Galaxy, RAM 12GB, bộ nhớ lên đến là 256GB. Máy vẫn có phiên bản bộ nhớ 512GB nữa các bạn nha. Viên pin trên con Z Fold 5 này là 4400mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 25W. 256GB giá là 25.990, giảm chỉ còn là 16.990.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất, tặng gói bảo hành Samsung Care 6 tháng, giảm đến 1 triệu khi tham gia thu cũ. Clip 5 phiên bản bộ nhớ 512GB giá là 28.390.000, giảm chỉ còn là 19.490, hỗ trợ góp 0% lãi suất. Clip 5 này thì sở hữu màn hình chính phía trong là 6.7 inch, màn hình phía ngoài này là 3.4 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng ha. Máy được trang bị con chip là Qualcomm 8 Gen 2 4 Galaxy, RAM 8, bộ nhớ đây là 256GB. Camera selfie phía trước với độ phân giải là 10MP và 2 camera phía sau đều phân giải đều là 12 và 12MP. Viên pin trên con Z Clip 5 này là 3700mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 25W. Rồi, bộ 3 sản phẩm vừa mới ra mắt của Samsung đó là Samsung Galaxy S24 và S24 Ultra.
Đầu tiên thì con S24 thường RAM 8 bộ nhớ 256GB, giá 22.990.000, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, giảm thêm 1 triệu hoặc là tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng. Đây là S24 thường. S24 này thì nó sẽ sở hữu màn hình ở đây là 6.2 inch với độ phân giải màn hình là Full HD. Máy được trang bị chip Exynos 2400, RAM 8 bộ nhớ 256GB, 3 camera phía sau với chính là 50 và 2 camera phụ lần lượt là 12 và 10 megapixel. Camera selfie 12 megapixel, viên pin là 4000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh là 25W. Máy màu vàng rất là đẹp nha. 14 LED, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB, giá 26.990, hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm giá thêm 1 triệu hoặc là tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng các bạn. Ở tham 4 LED này sẽ sở hữu màn hình ở đây là 6.7 inch với độ phân giải màn hình là 2K cộng, RAM 12GB, bộ nhớ lên đến là 256GB. Camera selfie phía trước độ phân giải 12 megapixel. 3 camera phía sau với cam chính là 50 và 2 cam phụ lần lượt là 12 và 10 megapixel. Viên pin trên con S24 LED là 4900 mAh và hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 45W các bạn nha. Máy màu tím cực kỳ đẹp luôn mà. Siêu đẹp luôn. Rồi cuối cùng siêu phẩm trong năm nay, Samsung Galaxy S24 Ultra. S24 Ultra RAM 12GB, bộ nhớ 256GB, giá là 33.990, giảm là còn 31.990. Hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm giá thêm 4 triệu, tức là còn đâu đó tầm khoảng 27.990. Hoặc là các bạn không chọn giảm 4 triệu thì được tặng thêm 1 năm bảo hành chính hãng, tổng cộng là 24 tháng. S24 Ultra phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ lên đến 512GB, giá là 37.490, giảm là còn 35.490.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm giá 4 triệu hoặc là tặng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng ha. S24 Ultra sở hữu màn hình đây là 6.8 inch với độ phân giải màn hình là 2K cộng. Máy được trang bị RAM 12GB, bộ nhớ 256GB với con chip mạnh nhất hiện tại Qualcomm 8 Gen 3 4 Galaxy. Camera selfie với độ phân giải 12 megapixel. Bộ 4 camera phía sau với cam chính lên đến là 200 megapixel và 3 camera phụ lần lượt là 50, 12 và 10. Máy sẽ được trang bị viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 45W các bạn nha. Máy rất là đẹp đến từ nhà Samsung và đánh mạnh vào công nghệ AI ha. Rồi thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của Samsung tại Thế Động trong ngày cuối tuần này ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.